chào các bạn đã đến với kênh địa chính của TV Online hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi cũng rất là phương động và hấp dẫn. Đó là cậu bé Masa sẽ nhảy qua những chiếc gỗ, nhảy qua những cái con sông. Trò chơi rất căng thẳng, rất vui nhộn và căng thẳng. Cậu bé Masa của chúng ta sẽ phải cực kỳ cẩn thận và khéo léo để qua được, để có thể bay ra được đúng vào cái tâm của chiếc gỗ. Xem cậu bé Masa của chúng ta sẽ tìm cách nào để bay qua đúng vào cái chiếc gỗ với các bạn. Đây, cậu bé Masa của chúng ta đã lần thứ xong hai đã lần rồi. Nào, chúng ta bắt đầu lại trò chơi nhé. Hy vọng các bạn cũng sẽ có đồng hành cùng với Masa để cậu bé Masa có thể vượt qua được thử thách. Ô, cậu bé Masa lại rơi xuống sông rồi, lần thứ hai. Cẩn thận nào cô bé. Đã thua nữa rồi. Cẩn thận nào cô bé. Đừng có quá dội vàng. Cô bé Masa đã qua được cái bay qua được cái chiếc cổ đầu tiên nha các bạn. Đến cuối cùng đấu với chú Sa. Cô bé Masa của chúng ta đã vượt qua được cái sông đầu tiên. Tiếp theo sẽ là thử thách như thế nào đây? Cẩn thận nào cô bé Masa. Cô bé Masa của chúng ta đã qua được chiếc gỗ đầu tiên rồi nhé. Cẩn thận, cẩn thận. Hay quá. Đến cuối cùng chiếc gỗ của chúng ta lọt sông rồi. Cẩn thận, cẩn thận, cố lên Masa ơi. Tức cuối cùng rồi đấy. Chú gấu của chúng ta đang cầm chiếc gỗ để hướng tới cô bé Masa. Cuộc sông thứ ba. Cô bé Masa của chúng ta cũng đang rất là cố gắng. Trò chơi này đúng thật là cực kỳ căng thẳng. Phải cực kỳ khéo léo cô bé Masa của chúng ta phải mới vượt qua được cái thử thách. Tay phải đúng vào tâm của chiếc gỗ. Nếu không cô bé Masa của chúng ta sẽ phải rơi xuống sông. Hay rơi hoài như thế này chắc cảm lạnh mất thôi. Cẩn thận, cẩn thận. Lại thua nữa rồi. Bắt đầu lại cô bé Masa ơi. Chậm rãi thôi, không cần vội vàng. Cố gắng lên. Chiếc gỗ thứ hai. Vượt xong. Vượt qua mấy con sông rồi. Nhưng mà có vẻ cô bé Masa vẫn chưa có kinh nghiệm như phải. Qua được khúc sông thứ tư rồi nhé các bạn. Cố lên Masa ơi. Các bạn hãy cùng đồng hành cùng Masa nhé. Cẩn thận, có từng lọt sông rồi, lọt nữa rồi. Cố lên, cố lên. Sao bay hoài vắng qua thế. Cố lên Masa ơi. Có vẻ cô bé quá dịu dàng. Nhanh lên nào. Sao đọc xong mãi thế. Chiếc gỗ đầu tiên đã qua được rồi, may quá. Chiếc gỗ thứ hai. Khoảng cách giữa hai chiếc gỗ hình như là khá xa. Nhưng cô bé Masa của chúng ta cũng hơi vất vả mấy giờ. Qua rồi nhé các bạn. Đến cuối cùng đây. Lại lọt xong. Bắt đầu lại trò chơi. Cẩn thận nào. Sao lọt xong mãi thế nhỉ. Giỏi quá. Cẩn thận, cẩn thận. Lại lọt xong. Lọt như thế
này chắc ngợp nước luôn rồi. Cố lên ba ơi, từ từ thôi. Lại lọc nữa, bắt đầu lại thôi. Cố lên, cố lên. Đừng gấp gáp ba ơi, cẩn thận. Hay quá, hay quá, tiếp tục phát biểu cho mấy xa. Lọt nữa, cố lên ba ơi, chẳng cuối cùng rồi, cẩn thận thôi. Qua rồi, hay quá. Tiếp theo chuẩn bị tiếp xe sẽ như thế nào đây? Có vẻ khó khăn quá à. Cô bé ma sao của chúng ta rất là cũng đang rất là lúng túng, không biết phải vượt qua cái chặng đường như thế nào. Cái cổ của chúng ta không còn ngang bằng với nhau nữa mà cao lên. Cô bé đang tìm cách để vượt qua cái thử thách này. Lọt xong, lại lọt xong nữa. Chưa biết phải vượt qua bằng cách nào. Cứ mãi rơi xuống sông thế. Cố lên, cố lên. Các bạn ơi, cổ vũ cho Masa. Rất là cố gắng nhưng cứ mãi rơi xuống thông thôi. Chặng đường này quả là quá khó khăn, chỉ cần cô bé ma sao của chúng ta bay chừng một chút là đã rơi xuống sông rồi. Khó khăn quá. Kéo léo vào ma sao ơi, nằm chặt thôi. Lại rơi xong nữa rồi. Bắt đầu lại, bắt đầu lại con ma xa. Có lẽ cái cô bé cũng rất là mệt mỏi rồi. Có lên ma xa ơi. Rơi xong, rơi xong, lại rơi xong nữa rồi. Còn Masa ơi, sao cứ rớt xong mãi thế? Để xem, còn mấy Masa của chúng ta. Ta cứ mãi ở khúc sông này thôi. Hay té mãi cái khúc sông này phải đặt tên là sông Ma Sa đuối nước quá. Cô bé ma sa của chúng ta cứ mãi rơi xuống sông, cũng chưa gặp mặt được chú gấu nữa. Gấu ơi đâu rồi, cậu giữ cho ma sa đi nào. Các bạn đâu rồi? Cậu giữ cho Masa đi. Ừ.
quá khó lớn của đứa con ta. Ta sao ơi, đâu rồi? Cố lên nào. Anh lẽ mãi cho đến cuối sông chúng ta mà không thể qua được cuối sông thì sao nhỉ? Phần lại lọt sâu. Hai cô bé mà sao của chúng ta chắc cũng no căng bụng nước rồi nhỉ. À, gặp chú gấu rồi. Con bà sao có vượt qua không được đây nào? Xong. Cố lên, cơ hội cuối cùng là La Sa ơi. Lại lọt xong. Hết. Uống nước nữa rồi. Lọt xong nữa. Lại lọt nữa. Để mà xa phải vượt qua rất nhiều những chiếc gỗ mà chỉ dưới bốn cơ hội thôi. Hay mất một cơ hội rồi. Đã trôi đi, lại một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng. Rồi, mất luôn cơ hội cuối cùng để gặp mặt chú gấu rồi. Con gấu La Sa của chúng ta cũng rất là cố gắng. Còn hai cơ hội nữa thôi. Cơ hội cuối cùng thôi.
hết hết. Mà sao của chúng ta quá mệt mỏi rồi, có lẽ không còn sức để mà vượt qua sông nữa. Thì đến đây chúng tôi cũng xin nói lời tạm biệt. Chân thành cảm ơn các bạn đã đón theo dõi cùng Masa và cùng Masa trải qua những giây phút thật là căng thẳng. Hẹn gặp lại các bạn qua một trò chơi khác của Masa nhé.